nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, ngày 19 tháng 12, quận đoàn Đống Đa đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm Khâm Thiên để tưởng nhớ đồng bào, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Hà Nội những ngày cuối năm 1972. Đài tưởng niệm Khâm Thiên là nơi tưởng niệm đồng bào ở phố Khâm Thiên đã bị máy bay B-52 của Đế quốc Mỹ ném bom giải thảm vào tối ngày 26 tháng 12 năm 1972. Đợt ném bom giải thảm này đã khiến 577 người dân vô tội chết và bị thương, phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà, làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác, trong đó 3 căn hộ liền nhau số nhà 47, 49 và 51 bị bom Mỹ đánh trúng và san bằng. So với lớp thanh niên ngày nay, chiến tranh ngày ấy đã làm cho thế hệ thanh niên của hơn nửa thế kỷ trước có một cách sống khác, khao khát tự do, hòa bình, chẳng ngại ngần dành trọn thanh xuân cho Tổ quốc. Đại diện đoàn thanh niên quận Đống Đa đã kính cẩn tưởng nhớ những người dân đã bị bom Mỹ sát hại cách đây 50 năm. Đồng chí Nguyễn Hồng Anh, Bí thư đoàn thanh niên phường Nam Đồng, quận Đống Đa, xúc động chia sẻ. Mình rất là xúc động khi đến dâng hương những địa chỉ đỏ trên địa bàn, nhất là địa bàn quận như thế này. Nó gợi nhớ lại cho chúng ta được những cái bài học về lịch sử, về tinh thần chiến đấu của quân và dân chúng ta đã vượt qua gian khổ để chiến thắng được kẻ thù xâm lược. Từ đó mình cần phát huy được tinh thần thanh niên xung kích để phát triển quê hương. Trong không khí trang nghiêm, lực lượng thanh niên quận Đống Đa đã thắp những nén hương và dành một phút mặc niệm để tỏ lòng tiếc thương, tưởng nhớ đồng bào thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12 năm 1972. Bản thân tôi đầu tiên là tôi cảm thấy rất là xúc động cũng như là rất là tự hào và vinh dự vì mình là người thế hệ sau đã được ghi nhận những cái thành quả của các cha ông, của các chiến sĩ, của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì những thế hệ mai sau này cho con cháu sau này. Và bản thân tôi cũng luôn luôn lấy đấy là một niềm tự hào và phấn đấu, cũng như là mong muốn các bạn trẻ sau này luôn luôn nhớ về một cái lịch sử luôn luôn hào hùng, hoành tráng của cả dân tộc. Hành trình dâng hương địa chỉ đỏ của quận đoàn Đống Đa đã đem đến những bài học lớn cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước, đánh giặc giữ nước đầy bất khuất, oai hùng của cha ông, đọng lại nhiều kỷ niệm về mảnh đất Đống Đa anh hùng. Các hoạt động cũng là một chương trình ý nghĩa nhằm tăng cường trải nghiệm, học các bài học lịch sử qua di tích lịch sử để thế hệ trẻ thêm hiểu, trân trọng truyền thống đấu tranh oai hùng của cha ông. Gìn giữ và phát huy hiệu quả các di tích cách mạng trong cuộc sống chính là góp phần bồi đắp tình yêu nước, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay.